Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng những không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Lời ý trong bài tin mừng Chúa đã nói: ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. Thế thì lấy ở đâu mà Chúa hứa với các những người tin vào Chúa như thế? Chúng ta thấy cái bối cảnh phòng ly và những lời Chúa nói này là sau khi Chúa Giê-xu đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Đó là cái bài học khiêm hạ để phục vụ. Nên chúng ta thấy bao lâu mà chúng ta theo Chúa để phục vụ, nhưng không thì chúng ta sẽ làm được những việc lớn. Và chúng ta thấy chỉ có con đường đó mà chúng ta mới được là môn đệ của Thầy, yêu của Thiên Chúa được lớn. Và chúng ta thấy bài đọc và bài đọc thứ hai cũng để cho chúng ta thấy rằng hội là các thành phần hiệp thông liên đới, và chính Thánh Phêrô là anh em là những viên đá sống xây nhà Thiên Chúa. Và trong tông đồ công vụ thấy có những nhu cầu để phục vụ các bà quá. Các tông đồ thì có việc rao giảng, không có giờ để mà phục vụ như thế, thì các tông đồ đã hội họp bầu ra các phó tế. Và chúng ta thấy những sắc thái phục vụ trong giáo xứ của chúng ta hiện nay, người thì giữ xe, người thì quét rác, và tất cả theo cái chức vụ để mà phục vụ. Và bao lâu chúng ta phục vụ nhưng không thì giáo hội và giáo xứ và các cộng đoàn đều phát triển. Nhưng một nơi nào đó nó phát triển thì chúng ta thấy khi mà để duy trì sẽ sinh ra báo chi, và báo chi phải có tiền, rồi sinh ra từ phục vụ thành cái từ dịch vụ. Dịch vụ là phải có tiền, phải có lời, ít là hồi vốn. Đấy, chúng ta thấy như ngày hôm nay ở Sài Gòn của chúng ta thấy đa số ngành nghề là dịch vụ. Dịch vụ như chúng ta thấy bán quán tô phở thì thay vì
tôi mời anh ăn thì tôi có ít nào đó để tôi tái sức lao động, tôi phục vụ anh, phục vụ trong mức độ đó. Còn đối với Đức Kitô là phục vụ nhưng không hạ mình để phục vụ. Các con thân mến, ngày Chủ nhật ngày mai là ngày của mẹ. Chúng ta thấy người mẹ gia đình của chúng ta phục vụ các con nhưng không đã sinh các con ra trong gia đình cho lớn lên. Và những lời ngày mai con nhiều khi cũng tính toán với cha mẹ. Có câu chuyện là cuối ngày từ đứa con đi coi quét nhà 10 đồng chữ em 2 đồng vân vân rồi cộng rồi để cái góc bàn đó. Sau khi người mẹ đi qua thấy cái tờ giấy đó, người mẹ mỉm cười và nói rằng viết lại: sinh con ra không đồng, nuôi con không đồng, và tất cả đều không đồng là nhưng không. Sau khi đứa con đọc những câu đó thì đã khóc và xin lỗi mẹ. Thì chúng con thấy phải nhận ra những cái ơn vô nhưng không của cha mẹ đã sinh các con ra. Nên chúng ta phải biết nghe lời và giúp đỡ bố mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cả đa số các con trong gia đình có cha mẹ như là bầu sữa hay là như ngân hàng, có thì xù mặt ra. Thế chúng ta thấy rằng phải có tinh thần kiêm hạ phục vụ từ trong gia đình đến giáo xứ. Nên các con thấy cha rất là buồn khi mà học giáo lý các con ăn kẹo cứ xả ra, rồi các bác cũng là bậc cha mẹ, đáng bậc cha mẹ, các chú con phải đi quét lại, con phải ý thức ăn kẹo anh bắn thì cứ thùng rác bỏ vào, chứ không phải là một cái máy móc. Ai là cái người quét cho các con phải tính với, không có phải là nhà thờ giống như nhà chùa muốn gì làm thì làm. Nên chúng ta ý thức như thế thì chúng ta trân trọng bác ở cổng, người giữ xe, tất cả đều yêu thương một cái tinh thần phục vụ để làm sao cho giáo xứ được phát triển. Những người tham dự thánh lễ nhờ những người giữ xe tham dự thánh lễ được an toàn, bình an, yên tâm. Thì chúng ta thấy rằng giáo hội bao lâu được phát triển như Chúa Giêsu đã hứa, các con còn làm những việc lớn lao bao lâu chúng ta biết quên mình phục vụ, chứ đừng chạy sang cái từ dịch vụ thì nó mất hết ý nghĩa và chúng ta sẽ bị thôi trục. Thôi chúc cho chúng ta tiếp tục nhận ra ơn Chúa và chúng ta sẵn sàng yêu thương phục vụ tùy theo cái sứ vụ chức năng của mình và tài năng Chúa đã ban cho chúng ta. Amen. Mẹ treo đứng lên tuyên xưng tình kính. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nàng thời quan Pôn-si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn sát xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trời.